liên quan đến sự việc tài xế xe ôm bị kẻ ngáo đá sát hại dã man, trả lời VTC News. Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên, cho biết gia đình ông Đặng Văn Trưa có hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng phải rời quê đi làm ăn xa. Cũng phải đến 20 năm nay, vợ chồng ông Trưa xa quê đi làm ăn tại Lạng Sơn. Tôi còn nhớ, khi mới lên đây, vợ ông Trưa bán trứng, còn ông Trưa đi xe ôm, ông Huy nhớ lại. Ông Huy cho biết, trước đây ông Trưa từng đi bộ đội, sau đó về quê lấy vợ. Cuộc sống nghèo khó cứ bám lấy vợ chồng ông Trưa với 6 miệng ăn, hai con trai và bố mẹ già. Thấy anh em, bạn bè kéo nhau lên Lạng Sơn làm ăn, ông Trưa cũng bàn với vợ lên đó mưu sinh. Thời gian đầu, khi mới đến Lạng Sơn, tôi còn nhớ vợ ông ấy bán trứng và ông ấy thì chạy xe ôm. Làm ăn xa nhưng thỉnh thoảng ông Trưa vẫn về quê mỗi khi có công việc, đám xá. Hai người con trai của vợ chồng ông Trưa đều đã lập gia đình. Tính cách ông Trưa được nhiều người đánh giá là hiền hậu, chất phác. Biết tin ông Trưa bị giết khi chở kẻ ngáo đá, dân làng ai cũng bất ngờ và đau xót. Sáng nay, ông Trưa được đưa về quê để an táng, ông Huy cho biết. Vào khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 11, ông Đặng Văn Trưa, làm nghề xe ôm, được Hoàng Anh Tuấn, 31 tuổi. Trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, thuê chở từ khu vực bưu điện thành phố về nhà. Trên đường đi, Tuấn dùng dao đâm ông Trưa thiệt mạng. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Tuấn. Qua kiểm tra ban đầu, Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp. Được biết, nạn nhân Đặng Văn Trưa, 60 tuổi, quê ở Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên, lên thành phố Lạng Sơn làm nghề xe ôm và hiện đang tạm trú tại phường Đồng Kinh, thành phố Lạng Sơn.